chọn cà phê như thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên là em thấy em của em nó làm MC. Bây giờ tôi ở đây, hoàn toàn khác rồi. Ok. Xin mời thử thách bứt phá của team huấn luyện viên Kỳ Duyên. 3, 2, 1, nhạc. Hôm nay Vi Anh hóa thân thành một người nông dân, mở màn cho phần trình diễn của team huấn luyện viên Kỳ Duyên. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới. Chúng tôi nâng niu từng hạt cà phê để mang tới tay khách hàng từ cầu đất farm. Minh Tú khá là ấn tượng với cái phần xuất hiện của chú Lê Vi Anh với cái nón lá và cái điệu múa. Sử dụng chính nông sản Việt để tạo ra thương hiệu Việt mang lại giá trị cho cộng đồng, cho người lao động, cho nông dân với những thức uống sáng tạo để biến việc uống cà phê trở thành trải nghiệm, dễ chịu và đáng yêu. Bạn Vi Anh mở màn với phần trình diễn mà hoàn toàn Ngọc bị ấn tượng bởi cách diễn cũng như âm nhạc và ánh sáng. Người kể chuyện thì phải có ngôn ngữ hình thể thật tốt. Vi Anh là một diễn viên múa, một dancer. Đó cũng là lý do để chị Kỳ Duyên tin tưởng giao phó cho mình. Và sau đây là những khách hàng hiện đại có gu, thì họ sẽ chọn cà phê như thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên là em thấy em của em nó làm MC. Thanh Tâm, Thùy Trang, Thanh Nhàn, Huyền Hương. Họ là những cô gái đại diện cho thế hệ trẻ, năng động và yêu thích sự sáng tạo. 2 năm trước thì Tâm có một sự cố té ngã trên sàn diễn. Tuy nhiên thì đó là chỉ có 2 năm trước rồi mọi người. Quá khứ rồi. Bây giờ tôi ở đây, hoàn toàn khác rồi. Ok. Khi đi ra mình thấy nhạc lên, đèn lên và mọi người hò reo rất là vui thì mình feel được cảm giác đó và mình đi rất là thoải mái. Rất là thích cái bộ trang phục đó vì nó rất là thể thao, cá tính, rất là phù hợp với em. Nhưng mà em cũng quên mất là mình đã làm cái gì ở trên sân khấu nữa. Cái này không có tiếng tay, ai có tay cho ai sẽ nói nhé. Khó đó. Cô gái thành thị có gu luôn hướng tới lối sống lành mạnh. Hồng Trang, Phương Liên và Thị Hoài. Một ly cà phê ngon và sạch là điều mà các cô ấy cần mỗi ngày. Đội hình của Kỳ Duyên khi đi nhóm đơn thì rất là ok. Nhưng mà khi đi nhóm đôi, các bạn hơi lúng túng khi không biết phải quay người thế nào. Ống quần nó khá là dài, cho nên là khi mình bước đi mình hay bị dẫm lên cái ống quần ấy, nên là gây ra tình trạng bị trơn. Đây là lần đầu tiên mà Hoài trình diễn catwalk ở một nơi khá là đông. Cái bộ trang phục của Hoài điểm nhấn là cái tay rất là dài, đường may rất là lấp lánh. Mình cảm giác là mình phiêu theo nhạc và phiêu theo cái không gian đấy thôi và thể hiện một cách tốt nhất. Ba cô gái của chúng ta, Quỳnh Như, Mỹ Nhi, Thùy Linh và cô gái Phương Mai, họ là đại diện cho những người phụ nữ thành công và một sản phẩm chất lượng sẽ luôn giữ chân các cô ấy lâu dài. Catwalk 3 người á, mình được đi giữa, mình tương tác với lại 2 bạn còn lại, sẽ cảm thấy là cái phần trình diễn đó nó sẽ đẹp hơn. Mình không tự tin lắm, nhưng mà không biết bằng cái năng lượng nào đó thì mình cứ đi ra. Mặc dù mình đi xấu hay đẹp mình không biết, nhưng mà mình luôn cảm thấy rất là tự tin và vui. Mắt cười rất là nhiều, bởi vì là nhiều khi người ta sẽ không để ý những cái chi tiết tiểu tiết mà người ta sẽ quan tâm đến năng lượng mà mình mang đến. Một ly cà phê ngon sẽ luôn là nguồn cảm hứng để bùng nổ những suy nghĩ tích cực. Mình đang lo cái mũi mình không thở được rồi. Cái cảm giác khi mà mình sổ mũi á, là lên sân khấu mình không có sợ gì nữa, không bị run. Chỉ sợ đang cắt bút xong rồi nó lỡ, nó rớt ra thì hơi ngại. Nhưng mà hên là không có. Tụi mình cũng đã tập với nhau khá là nhiều để không có bị trục trặc khi mà lên sân khấu. Tất cả 13 thí sinh của team Kỳ Duyên đứng nhạc Flashmob, người xem có thể cảm nhận được rằng dù bạn là ai thì bạn sẽ tìm được một cái hương vị cà phê Findelay mà bạn mong muốn. Thì đây đang đúng với cái định hướng mà công ty đang muốn hướng tới cho Findelay. Và mong rằng với sự kết hợp từ những ly cà phê Findelay đã mang lại cho mọi người một buổi tối tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
mời các Kỳ Duyên Quốc Show MC. Cảm ơn. Xin cảm ơn phần thể hiện vừa rồi của team huấn luyện viên Kỳ Duyên. Yeah, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúc mừng em. Áp lực đấy.